Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, dự kiến trong tháng 8 và tháng 9 tới, lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế phá dỡ 5 công trình vi phạm về trật tự xây dựng ở xóm Ban Tiện, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Các công trình này thuộc các homestay nằm dọc hai bên đường bê tông và căn nhà ở trên đồi Giống Chum. Lý giải về việc trước đó chỉ đưa ra thông tin sẽ cưỡng chế căn nhà ở trên đồi, không cưỡng chế 4 công trình khác ở dưới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn cho biết, do thời điểm đó địa phương đang xác định hành vi nên chưa ban hành quyết định cưỡng chế. Đến nay qua xác định, 4 công trình này có sự trồng lấn đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng nên sẽ cưỡng chế xử lý công trình vi phạm. Đối với công trình vi phạm tại xóm Ban Tiện, hồ sơ vi phạm do Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú lập thể hiện. Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, lực lượng liên ngành đã lập biên bản đối với các cá nhân là chủ các homestay, nhà ở, công trình kiên cố tại đây. Trong biên bản thể hiện, các cá nhân đã có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Trước đó, sáng ngày 4 tháng 8, khu vực xóm Ban Tiện đã xảy ra vụ sạt lở bùn đất từ trên đồi cao xuống dưới, vùi lấp nhiều ô tô đổ trước các homestay.